Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, liên quan đến ngôi chùa Phật Quang của Thượng tọa Thích Chân Quang, thì trong một video trước đây tôi có đích thân đến cái ngôi chùa của Thượng tọa Thích Chân Quang và tôi có đăng ở trong một cái video với nhan đề là Ký sự chùa Phật Quang, cuộc hành trình tìm về chốn Bồng Lai. Thì trong video đó tôi đã mô tả rất là kỹ cái vị trí tọa lạc của ngôi chùa Phật Quang, hay trước đây gọi là Thiền Tôn Phật Quang của Thượng tọa Thích Chân Quang trụ trì đó. Thì tôi đã trình bày rồi, mời quý vị xem ở cái phần mô tả, nó có cái đường dẫn vào cái video đó quý vị nhé. Còn hôm nay tôi giới thiệu với quý vị nhìn từ trên cao, đây là toàn cảnh của ngôi chùa Phật Quang này quý vị này, hay trước đây gọi là Thiền Tôn Phật Quang đó. Thì cái ngôi chùa của Thượng tọa Thích Chân Quang nó nằm ở trên ngọn núi Dinh đó quý vị, ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái vị trí này chúng tôi đã trình bày rồi, hôm nay ở một cái góc nhìn khác, quý vị nhìn từ trên cao quý vị nhé. Thì đây là một cái toàn cảnh cái ngôi chùa Phật Quang này. Thì nó nằm tọa lạc ngay ở trong một cái trung tâm của cái núi Dinh đó, chung quanh là rừng phòng hộ nha quý vị nha. Thì như trong những cái phương tiện thông tin đại chúng người ta đã đưa tin, và chính kênh của chúng tôi cũng đã trích dẫn một số các cái bài viết ở các cái tờ báo lớn của chính phủ, thì tôi đã có thông tin với quý vị rồi. Thì toàn bộ những cái công trình này ở chùa Phật Quang đó, thì nó có 36 cái hạng mục công trình, thì chỉ có một công trình duy nhất là chánh điện là được sở xây dựng của Bà Rịa Vũng Tàu cấp phép xây dựng thôi, còn lại 35 cái hạng mục công trình thì xây dựng trái phép, mà điều quan trọng nữa là xây dựng trái phép trên cái đất rừng phòng hộ quý vị, lấn chiếm rừng phòng hộ để xây dựng, vừa là lấn chiếm rừng phòng hộ vừa là xây dựng trái phép. Chỉ có một cái quyết định số 23 trên GPXD do Sở Xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu cấp vào ngày 20 tháng 9 năm 2001 thì có giấy phép xây dựng, mà xây dựng ở trên cái diện tích là 228 m². Nhưng mà khi các cái đoàn kiểm tra người ta đến, người ta đo đạc thực tế đó, thì cái diện tích xây vụng chánh điện ở khúc này này quý vị này, thì cái chánh điện nó thực tế là nhà chùa đã xây ở một cái diện tích gấp đôi cái giấy phép cho phép, tức là 445,4 m², cho thấy rằng có rất nhiều cái vi phạm của Thượng tọa Thích Chân Quang trong cái việc xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ quý vị nhé. Thì quý vị thấy là toàn cảnh ở đây là quý vị thấy không, là đây là rừng phòng hộ nha quý vị nhé. Ở đây là trên cái ngọn núi Dinh á, nó giữa hai cái thung lũng, nó có một cái khúc bằng phẳng ở đây thì nhà chùa xây dựng ở đó. Còn ở bên cái, lấy ví dụ như là cái núi Dinh đây quý vị, thì tôi đã đến, đích thân tôi đã đến nơi rồi. Thì ở phía từ ngoài vô, chúng ta nếu mà chúng ta đi vô đó, thì phía bên này là tu viện Minh Đạt, bên này núi Dinh này quý vị này, thì nó sẽ có cái đường đi vô. Tôi cũng có một cái ký sự về chùa Minh Đạo của thầy Thích Minh Đạo rồi, mời quý vị xem phần mô tả dưới video này quý vị nhé. Thì khi mà chúng ta đi theo vượt cái đường lên cái núi Dinh này, thì phía cái triền núi dưới này xin lỗi quý vị, triền núi dưới này là cái chùa Phật Quang của Thượng tọa Thích Chân Quang, còn ở bên này đường dẫn vô là tu viện Minh Đạo. Thì lúc đó tôi không có cái hình ảnh toàn cảnh này, cho nên là hôm nay có một cái hình này thì tôi xin được phép trình bày để cho quý vị có một cái nhìn tổng thể hơn. Thì quý vị thấy là rừng phòng hộ hết tất cả ở đây này quý vị này. Thì có 36 cái hạng mục công trình, thì có đến 35 hạng mục là vừa xây dựng trái phép, tức là không có giấy phép xây dựng, vừa là lấn chiếm cái khu rừng phòng hộ này. Thì theo một số các cái báo chí chính thống của chính phủ đưa tin đó, mà đặc biệt là báo Người Lao Động, thì người ta thống kê người ta thấy là có khoảng 25.000 m² đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm và xây dựng trái phép, sử dụng vào cái mục đích xây dựng cái ngôi chùa này. Thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng cho biết rằng hiện nay thì các cơ quan của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang là tiến hành để cưỡng chế giải tỏa và để trả về cái trạng thái ban đầu của cái khu rừng phòng hộ này. Thì tôi xin mô tả lại quý vị, đây cái chỗ cái tòa nhà này này là một cái diện tích rất lớn mà người ta xây dựng bằng những cái loại vật liệu là lắp ghép thôi, bằng những cái khung sắt rất lớn đây để cho người ta sinh hoạt ở đây. Thì cái khu vực này tôi đã có dịp mà đến tận đây và tôi có một cái video để gửi quý vị rồi đó. Còn đây khu vực này là chánh điện, đây là cái đường đi dẫn vào này quý vị này. Thì những cái đường giao thông này cũng đều là được trải bê tông hết quý vị, bê tông nhựa đó.
thì chả nhựa hết. Thì nguyên những cái khu vực đường xá này thì theo các cái thông tin đại chúng, đặc biệt là trên những cái tờ báo đó, thì người ta đều nói rằng những cái con đường này cũng xây dựng trái phép ở trên đất rừng phòng hộ luôn quý vị nhé. Thì đây là cái quang cảnh quý vị thấy rằng rất là hùng vĩ, núi non, những khu rừng này. Vậy mà có rất nhiều các cái hạng mục công trình đã lấn chiếm như những khu vực này, lấn chiếm các cái rừng phòng hộ và những cái con đường này. Đây chúng ta có thể nhìn thấy một con đường này là nó rõ thôi, còn những con đường nhỏ thì những cái tán cây này nó che lấp đi rồi. Thì tất cả những cái hạng mục công trình đó là xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ quý vị nhé. Thì đây là một cái bức hình nó mô tả toàn bộ cái khung cảnh chung của cái khu vực chùa Phật Quang này, nhìn từ trên cao xuống để cho quý vị có thể nhìn thấy một cái cách nó chi tiết hơn. Thì ở cái phần chỗ này này quý vị này là có một cái tượng Phật rất là lớn như quý vị nha, tôi đã có mô tả rồi. Ở trên này thì chúng ta không có nhìn thấy, và những cái khu vực lân cận khác nữa ở chung quanh đây. Tôi xin gửi tới quý vị cái hình ảnh này để cho chúng ta có một cái nhìn tổng thể về cái vị trí tọa lạc của ngôi chùa Thiền Tôn Phật Quang, và tình hình hiện nay thì các cơ quan chức năng đang là tiến hành để cưỡng chế tháo dỡ những cái phần lấn chiếm đất rừng phòng hộ và trả lại nguyên trạng ban đầu cho ban quản lý rừng phòng hộ tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị đăng ký kênh để khi có những cái thông tin mới nhất về tình hình của chùa Phật Quang này thì chúng tôi sẽ kịp thời gửi tới cho quý vị để cho quý vị tham khảo. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả.